Tập gym nhưng mà mông to quá chết. To quá không tốt. Cần gì phải đỡ. Mông mà to quá ngồi phát đè chết ý. Nhảy điệu xa xa cha đi. Không, chưa có học cái điệu đấy bao giờ. Quá hơn. Quá hơn là sao anh? Quá hơn là sao? Tập to khó nhìn mà. Ừ đúng rồi, tập to chỉ gọi là mặc nhìn thì trông ấy thôi, nhưng mà nó to quá. To quá thì nó ấy lắm. To quá. Cú to được rồi. Cú là cái gì? Không chỉ gì hết á, nhưng mà đi tập gym thì nó lên sáng hơn mà. Gì đang chiều? Không dậy làm gì? Mu te tôi kích làm gì anh? Nóng lắm. Nóng lắm, không nhảy ở đâu. Nóng lắm. Cảm ơn anh nhớ em. Hello mọi người. Cha hết mông hả? Ngồi cha hết mông hả? Mông em có to đâu. Mông tôi không có lép. Chỉ là không quá to thôi. Chỉ là không quá to thôi chứ không có lép nha. Nhắn tin riêng làm gì? Dạ. Mông to thêm chút nữa. Không, anh chỉ cho. Tập squat là to lên được anh. Chịu khó điều độ ăn uống rồi tập squat đi. Lên mông mà, do em lười tập thôi. Hello, hello Kim Tròn, hello mọi người. Ờ, mọi người cứ comment bậy đi, kiểu gì cũng quýt. Thông cảm tạo điều kiện cho ai đấy. Alo, cho admin nằm ăn. Ờ, quá nhiều việc cho admin. Yêu nắn mèo ơi. Mèo à. Hello anh Jimmy. Ghê vậy, hôm nay nhớ em ghê vậy. Đứng lên á. Mọi người toàn chê mông nhỏ đâu, không đứng đâu. Toàn bị chê mông nhỏ thôi. Mà nóng lắm, không nhảy đâu.